toàn cảnh dự án đường trên cao Vành đai 2 Hà Nội trước khi hợp long, với tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 5 km và tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, đường Vành đai 2 Hà Nội cơ bản đã thành hình phần đường trên cao. Trong thời gian sắp tới, nhà thầu sẽ hợp long nhịp cầu cuối cùng của toàn bộ dự án. Dự án đường Vành đai 2, đoạn cầu Vĩnh Tuy, ngã tư Sở có tổng mức đầu tư khoảng 9.400 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 4.194 tỷ đồng và hơn 5.200 tỷ đồng còn lại là chi phí xây lắp, tư vấn dự án và các chi phí khác. Công trình dự kiến đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 6 năm 2023. Dự án được khởi công từ tháng 4 năm 2018 do tập đoàn Vingroup triển khai với các hạng mục xây mới tuyến đường bộ trên cao và mở rộng tuyến đường dưới thấp. Đến thời điểm hiện tại, tuyến đường đã có diện mạo mới. Trong ảnh là đoạn hợp long cuối cùng của dự án đường Vành đai 2. Đoạn tuyến trên cao toàn dự án bao gồm các hạng mục cầu chính bề mặt 19m, cầu dẫn bề mặt 7m và các nhánh dẫn kết nối với đường bên dưới tại 3 vị trí là cầu Vĩnh Tuy, ngã tư Vọng và ngã tư Sở. Đoạn dự án có nhịp cầu cao nhất và dài nhất trên tuyến đường Vành đai 2 trên cao đã được đổ bê tông đêm 24 tháng 3 vừa qua, chính thức hợp long tại nút giao 3 tầng Trường Chinh, Giải Phóng. Với công nghệ MSS, sau khi thi công xong một nhịp, toàn bộ hệ thống ván khuôn và đà giáo được di chuyển tới nhịp tiếp theo và bắt đầu công đoạn thi công như nhịp trước, cứ như vậy theo chiều dọc cầu cho đến khi hoàn thiện kết cấu nhịp. Một đoạn đường đã hoàn thiện hướng đi Đại La, dự kiến dự án sẽ đưa vào khai thác và sử dụng vào tháng 6 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.